Thì bây giờ phải làm những cái xét nghiệm cần thiết trước chứ phải không? Không, cái này thì nhập viện hơn cái đó rồi. Bây giờ muốn điều trị thì phải cho nhập viện vô. Rồi vô rồi người ta sẽ làm một số xét nghiệm, ta đánh giá mức độ xâm lấn đến đâu như thế nào, rồi có thể phẫu thuật được cái lông nữa. Rồi ta hỏi phải làm thủ tục để cho nhập viện. Nhập viện. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Thành Nguyên đang có mặt tại quận Bình Thạnh. Mấy anh em đang đưa người chú Tư từ An Giang lên Sài Gòn để đi thăm khám cho chú. Bởi vì có một mạnh thường quân đã đứng ra để lo cho chú về cái phần cắt bỏ và phẫu thuật khối u thừa này. Hiện tại là mấy anh em bây giờ đang cho chú để điên sáng, thì ăn sáng xong là anh em sẽ qua bên bệnh viện. Còn đây là anh Tuấn Chúng, nhịp cầu nhân ái. Chào chị. Đây là anh Thiền Minh Sơn. Và cái hành trình để tìm lại cái khuôn mặt cho chú Tư ra sao thì bây giờ mời mọi người theo Thành Nguyên và Tuấn Chúng nhịp cầu nhân ái cùng anh Thiền Minh Sơn. Tiền nhiều quá. Đây, bạn Thành Nguyên đang dẫn Tư để đi qua bên phòng khám quý vị. Bây giờ ông có muốn nhập viện điều trị không? Cái này đánh giá là điều trị là nó cũng phức tạp á, chứ không đơn giản đâu. Nhưng mà nếu mà muốn thì tôi nhập viện. Thì bây giờ phải làm những cái xét nghiệm cần thiết trước chứ phải không? Không, cái này thì nhập viện hơn cái đó rồi. Bây giờ muốn điều trị thì phải cho nhập viện vô. Rồi vô rồi người ta sẽ làm một số xét nghiệm, ta đánh giá mức độ xâm lấn đến đâu như thế nào, rồi có thể phẫu thuật được cái lông nữa. Rồi ta hỏi phải làm thủ tục để cho nhập viện. Nhập viện. Rồi ông ra ngoài chờ đi. Ra đây ông ơi, nhập viện. Ra đây làm ơn. Vậy là có cần cho ông ăn sáng được không bác? Chưa ăn đúng không? Tại những sáng uống bình rồi đi. Cảm ơn bác nhiều nha. Anh trên 80 tuổi anh mới được ưu tiên. Kính thưa quý vị, đây là cái bọc tiền mà chú Tư tập để đi khám bệnh đây mọi người. Đây. Có bạn Thành Nguyên kết nối với tôi nhé. Dạ. Dạ, chị tên gì ạ? Chị tên là Ngô Thị Minh Đức. Ngô Thị Minh Đức ạ? Dạ, chị ở đâu chị? Chị ở Kiên Giang. Chị ở Kiên Giang ha. Em là bên kênh Thành Nguyên kết nối yêu thương. Dạ, chị Đức. Dạ, chị Đức 500. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Thành Nguyên đang có mặt tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cùng với anh Tuấn Dũng. Mấy anh em nhận được một cái tin rất là mừng, bởi vì chú Tư gọi là chú Vấn đấy ở An Giang, thì thông tin đó là có một bên nhóm liên tâm hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đứng ra tài trợ và làm tất cả những cái xét nghiệm và những cái thủ tục để lấy lại cái khuôn mặt bình thường cho chú. Thì hôm nay có một đại diện của chị là Phạm Khánh Vi. Dạ thôi chờ em đi cho em nói xong. Dạ thì hôm nay là có chị Phạm Khánh Vi là đại diện của nhóm Liên Tâm Hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng có tới đây để khảo sát tình hình và để có cái phương án để có hướng điều trị cho chú đó. Có một cái vấn đề nhỏ xảy ra, đó là cái bảo hiểm của chú hiện tại là chưa có thể làm xong cái thủ tục cho chú được, bởi vì mình vượt tuyến. Dạ mình vượt tuyến cho nên phải cho người trở về An Giang để làm lại cái thủ tục đi từ tuyến dưới lên cái tuyến trên này. Dạ rồi thì cái hành trình của chú Tư rất là dài, thì Thành Nguyên cũng rất là mong mọi người luôn theo sát và ủng hộ chú ha. Cái lúc nãy có một chị thấy cái hoàn cảnh của chú đó, thì chị có kêu con ra, thì chị tên là chị Minh Đức, chị ở Kiên Giang.
thì có gửi cho con 500 ngàn. Đây con gửi túi luôn ha. Bỏ túi. Dạ kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Thành Nguyên và Tuấn Dũng nhịp cầu nhân ái cùng với anh Thiền Minh Sơn đang ngồi chờ ngoài hành lang của bệnh viện để chờ chú Tư nhận những cái kết quả xét nghiệm. Thành Nguyên cũng rất là hy vọng sẽ nhận được tin tốt lành từ bác sĩ. Trước đó chú Tư có đi khám nhưng mà cái khối u đó bác sĩ bảo là không có cắt bỏ được. Thì hy vọng là sau một thời gian dài như thế thì bây giờ khoa học tiên tiến hơn và sẽ lấy lại được cái khuôn mặt cho chú. Hành trình này thì Thành Nguyên nghĩ là nó khá là dài và gian nan. Và Thành Nguyên hy vọng là mọi người luôn theo sát chú và ủng hộ tinh thần cho chú nha. Dạ, Thành Nguyên cảm ơn mọi người rất là nhiều.